Xin chào mọi người. Đúng ra hôm nay theo kế hoạch là sẽ lên cái video nói về chuyện phần 2 của phương pháp học tập, là coi như phần cuối luôn để đi vô nội dung chính. Nhưng mà dạo này á, thấy có rất nhiều câu hỏi hỏi về cái chuyện là chị ơi, chị có mở khóa học hay không? Thì mình thấy thời gian còn lại thì cũng không có nhiều á, nên mình sẽ ưu tiên trả lời câu hỏi đó trước, là vừa có mà vừa không, tức là chị không có mở khóa học mà chị chỉ mở cái khóa luyện thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm nay. Thì luyện với học nó khác như thế nào? Học thì phải học có lớp lăng căn bản đường hoàng, học rộng ra, học sâu vô. Còn luyện thi á, thì chỉ đơn giản là mình đọc cái đề, mình hiểu đề đang nói gì và mình chọn câu nào là mình hiểu lý do mình chọn câu đây tại sao sao và câu đây tại sao đúng, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Với nữa là đề thi á, thì cấu trúc đề thi nó thường có là chia thành là 20, 60 và 20. Thì là 20 là 20 câu đầu tiên khá là dễ, không cần phải bỏ nhiều công sức mình cũng thể trả lời được. 60% tiếp theo là bạn phải học những kiến thức đó, phải học vì nó mang tính chuyên môn của nghề đó. Còn 20% còn lại là những câu hỏi khó, thì để kiểu như là phân loại á, ai giỏi xuất sắc này nọ. Thì trong khóa học á, thì mình sẽ không ưu tiên học 20% câu khó đó mà chỉ học cái 80% còn lại thôi. Nên á, là nếu mà bạn có ý định tham dự khóa học thì sau này á, trong khóa học mình cũng nói trước để các bạn không bất mãn là em muốn học phần này tại sao chị không đụng tới. Tại vì trong khóa của mình mà, cái quan điểm của mình, cái phần này á là nó ra điểm nhiều thì mình dành thời gian nhiều cho nó. Chứ nếu các bạn muốn học hết thì đó là điều rất là tốt luôn, nhưng mà đây không phải là thời gian để làm chuyện đó. Các bạn muốn học những điểm khó thì á, cả nửa năm hoặc 6 tháng hoặc 1 năm thì bạn có thể làm được. Nhưng mà giờ chỉ còn 3 tháng thôi, mình ôm đầm hết vô để làm gì, để chỉ run thôi á. Tại sao còn nhiều thứ chưa học quá mà không học cái này thì có bị rớt hay không đó. Thì không ôm đầm để làm gì, mình chỉ chọn những thứ căn bản học và đậu vậy thôi ha. Là mình nói chừng để mình biết chừng như vậy. Thứ hai nữa là mình thành thật khuyên các bạn mà đang là du học sinh mà không có dư giả đang không, hay nói là mình đang hơi khó khăn về kinh tế thì cũng không nên giữ khóa học của mình. Là tại vì nó thật ra ngày xưa á, tại vì là mình có thu phí, mình có thu một ít phí để cho đảm bảo cái sự trách nhiệm giữa hai bên á. Mình thấy mình sau một thời gian làm thì mình cảm thấy là cái điều đó là cần thiết. Nó không có nhiều lắm đâu nhưng mà mình thấy là nó có phí, mình nghĩ là nó nên có phí. Xong rồi á, thì đó, mình nói thật sự á, là kỳ thi này á nó không hề khó. Nó không hề khó, bạn có thể tự học được, thì bạn đã là du học sinh mà. Trên trường bây giờ, chủ yếu các trường bây giờ người ta cũng chỉ luyện thi thôi, người ta đều muốn học sinh mình đậu để cái tỷ lệ đậu của trường người ta cao lên mà. Nên bạn lại đang không có dư giả về kinh tế thì không nên đâu, bạn chỉ tự học đến đó, nó hoàn toàn để các bạn đậu. Tải đề về làm hết tất cả các đề là hoàn toàn có thể đậu, chứ không nên phí tiền đó. Tại vì ngày xưa mình đi học mình biết 1 cent với mình cũng lớn. Tại vì nhiều khi ngồi trong lớp nghĩ ở hôm nay phải ăn gì nữa, đúng không? Cái thời sinh viên á, nó nhiều cảnh mình đâu có biết được đâu. Tiếp thứ hai nữa là nếu mà các bạn, cho dù là đối tượng thứ hai không nên tham dự, đó là các bạn đang đi làm mà các bạn hoàn toàn có khả năng tự học và các bạn không có bị mắc bệnh trì hoãn. Tại vì sao? Thật ra mình muốn chia sẻ với các bạn luôn là đề thi mình đã nói rất là nhiều lần, nó không hề khó một chút nào hết, mà các bạn có khả năng tự học á, thì bạn hãy lấy những cái quyển mà tiếng Việt mà lúc trước bạn học cái gì á, bạn hãy đọc quyển tiếng Việt đó để cho nó có những kiến thức căn bản này. Rồi các bạn cũng chỉ là giải đề thôi, giải tất cả các đề và mình hiểu rõ trong cái đề, trong cái app á, nó sẽ ghi rõ dưới là nó giải thích cho mình là tại sao đúng tại sao sai á, thì mình cũng dựa vào cái đó để mình học. Các bạn có thể mua những cuốn sách dễ đọc đơn giản cũng được, để mình nếu mình muốn biết thêm thì mình đọc sơ sơ thôi. Thời gian đây không phải là thời gian để đọc sách ha. Xong rồi đó, nên mình nghĩ là các bạn đã đi làm mà có khả năng tự học á thì các bạn cũng có thể đào thôi, thì thử đi, đi thử một lần để khỏi công tốn tiền chi. Rồi vậy khóa học này dành cho ai? Mình chuyên dành cho các bạn đang đi làm mà chưa có thói quen tự học. Tại vì mình nghĩ sau khi mình thi Khemane thì mình hiểu rất là rõ, khi đang đi làm mà mình phải đụng tới một cái mảng trời, đúng là kiến thức là trời là bể mà mình không biết phải rời ở đâu trước luôn á, thì giống mình không có con đường đi, không muốn bước một bước nào luôn. Là tình trạng của mình đã trải qua đến khoảng 3 tháng hoặc
ba bốn tháng gì đó là mình không có thể học được một miếng gì ở trong Khmer được hết. Từ khi mình cũng quyết định là à vậy thôi, mình cũng phải cần có một người thầy hướng dẫn cho mình ấy, thì mình bắt đầu được và học chỉ trong vòng 3 tháng thôi. Mình cũng 3 tháng mà các bạn biết khi Khmer nó khó cỡ nào mà mình phải làm được ấy. Xong rồi về tòa đó thì là mình có học mà mình muốn hướng đến các bạn là đi đang đi làm. Tất nhiên các bạn đi học mà thấy quá khó khăn á thì bạn học thì cũng không có sao, bạn đăng ký thì không có sao, rất là hân hên. Đó đã dạy các bạn rồi. Thêm nữa là nếu bạn nào mà đang bị cái bệnh trì hoãn quá nặng nề đi thì vô đây tôi chữa. Vì ngày xưa á mình bị bệnh trì hoãn nặng lắm luôn á, nhưng mình gọi là hết thuốc chữa ấy, nhưng mà sau khi một quá trình á thì mình tự cái này cái kia xong rồi mình học này nào nữa, tự nhiên cái nó tự hết bớt luôn và mình hiểu là tại sao nó bớt được. Thì đó, khóa học này dành cho các bạn đang đi làm chưa có thói quen tự học và bị bệnh trì hoãn giai đoạn cuối, chúng ta hãy nhào vô để chữa lành. Và mình cũng nói trước là nó cũng khá là hạt cói, nó kiểu như là có thể mình sẽ lôi các bạn dậy 5 giờ rưỡi sáng chẳng hạn đi, và bạn sẽ bị phạt. Thì sao? Tại vì kiểu như là các bạn mình sẽ giao ra, không phải là mình đặt ra câu hỏi và trả lời không được là mình lấy tiền của bạn chi. Đại khái mình sẽ giao bài tập giống như là bài kiểm tra miệng ngày xưa ấy, mà các bạn không có chịu học, ở nhà không chịu học. Thì mình sẽ phạt tiền các bạn. Các bạn có biết cái tiêu là cái phương pháp burn or burn không? Đại khái á, nó nói ra là cái ông đó ổng muốn giảm cân mà ổng cảm thấy sao cái việc ổng không có động lực, đủ động lực để ổng đi tập thể dục hàng ngày á, theo người đưa ra mỗi sáng là khoảng bao nhiêu tiền đó, xong là nếu mà ổng không chịu tập thể dục ổng đốt cái đồng tiền đó, coi như mất cái đồng tiền đó. Đại khái như vậy. Nên là từ khi ổng thấy đồng tiền trước mắt bự quá, càng đặt đồng tiền càng lớn á thì càng sốt thì càng phải làm. Thì đó có nghĩa là burn, có nghĩa là đốt, anh đốt calo hay anh đốt tiền đó. Mình cũng sợ áp dụng ở hồi trước mình có nói trong video trước á, là mình áp dụng là 12 giờ được không đi ngủ là mất một mình á, kiểu vậy đó. Xong rồi á, thì mình nên á, trong cái việc học cũng vậy, nếu bạn không chịu học thì mình sẽ burn tiền của các bạn. Tiền thì mình cũng lấy cho mình làm gì hết á, mình sẽ làm những việc khác và mình sẽ nói rõ trong cái khóa học ha. Mình không lấy cho mình nói trước nha. Cái tiền burn của các bạn á. Xong rồi vậy ha. Nếu mà các bạn nào mình nói sơ sơ là như vậy thôi. Nếu bạn nào có cái Kumi, có cái cảm giác là à, em muốn biết thêm, em muốn coi thử như thế nào, thì bạn hãy mình sẽ để cái địa chỉ mail á ở dưới phần mô tả. Các bạn sẽ nhắn tin vô đó, nhắn tin vô đó là em muốn, thì nếu bạn nhắn tin thì mình cũng chưa nói cụ thể đâu, mình cũng sẽ nói là cụ thể là thời gian học của chúng mình là gì, một tuần mấy buổi hay hàng ngày và lúc mấy giờ, rồi kiểu như là những hạn chế của khóa học mình là gì, điểm mạnh của khóa học mình là gì, rồi học bằng giáo trình gì, kiểu như là như vậy đó. Mình sẽ nói những cái thứ liên quan đến là cái thời gian, những cái chung chung. Còn những cái cụ thể khi mà bạn quyết định học rồi á, quyết định học từ khi em mình dùng từ là xuống tiền, khi các bạn đã xuống, quyết định xuống tiền á, như cam kết với bản thân mình rồi á, thì mình sẽ gửi cho các bạn là cái kế hoạch học tập cụ thể, kế hoạch học tập cụ thể với lại cái bản khảo sát sơ sơ hơn, ví dụ như là để mình hiểu là bạn đã đến Nhật từ bao lâu, trình độ tiếng Nhật của bạn đang là N mấy, rồi mà có N mấy nó cũng thay đầu thôi, mình nói thiệt luôn, rồi đang làm ngày cái cô năm bao nhiêu, đã thấy những câu hỏi đơn giản. Và tiếp theo đó là sẽ có một cái buổi nói chuyện, đại khái là vì đó buổi đó sẽ làm mini, mini test để mình hiểu được là bạn đang biết tới nào rồi. Mini test với lại mình cũng nói chuyện một ít để cho mình hiểu nhau hơn trước khi vô lớp học. Đó là như vậy ha. Các bạn nào có đang bị hết thuốc chữa vô phương cứu chữa, tự bắt mạch cho mình, ôi mình giai đoạn cuối vô phương cứu chữa thì vô đây tất cả cùng vô đây là cùng chữa. Cái đầu thì vô phương là người ta phải tìm mọi cách để chữa đúng không? Đó, khóa này là kiểu như là khóa cho những người vô phương cứu chữa vậy ha. Vậy mình kết thúc ở đây nha. Mình nói rồi, có khả năng tự học thì không cần phải học nha. Nó dễ, nó dễ, trời ơi nó dễ. Còn hết chữ thuốc chữa thì mới vô, hết thuốc chữa thì mới vô nha.